Hi CC chào mọi người. Hôm nay CC hướng dẫn mọi người móc chiếc áo họa tiết sóng nước nha. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng hai cuộn len Mikoton, một màu trắng, một màu đen và kim móc số 3. Đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một chuỗi mũi bính. Mỗi sóng như vậy là chúng ta sẽ cần 8 mũi bính. Và đây là bản size mình làm cho mọi người tham khảo nha. Và đây là áo mình móc dành cho size S nên mình sẽ lên là 96 mũi bính. Và chúng ta sẽ cộng thêm một mũi bính để móc mũi đầu tiên nữa. Nên tổng cộng số bính ở đây là 97 nha mọi người. Sau khi móc xong cái số bính mà các bạn móc kiểu size của mình thì mọi người sẽ móc vào chân thứ hai, chúng ta sẽ bỏ qua một chân nha. Móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Tiếp tục các bạn lấy len và chúng ta đếm 1 2 3 4, các bạn móc vào chân thứ tư này một mũi kép đơn. Tiếp tục lấy len, móc vào cái chân vừa rồi luôn. Và thêm một mũi kép đơn nữa. Các bạn móc vào đây tổng cộng là 5 mũi kép đơn nha. Móc xong 5 mũi kép đơn, bây giờ chúng ta sẽ đếm 1. Ở đây là 1 nha, 2, 3, 4. Móc vào chân thứ 4 một mũi đơn. Rồi tiếp tục chúng ta lấy len. 1, 2, 3, 4. Rồi chân thứ 4 này móc 5 mũi kép đơn chung chân. Và tiếp tục các bạn sẽ bỏ qua 3 mũi chân và chúng ta sẽ móc vào chân thứ 4 một mũi đơn. Và cứ thế các bạn sẽ lặp lại cụm này cho đến hết hàng. Cuối hàng đầu tiên này thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn và chúng ta sẽ đổi luôn màu len trắng nha. Bắt đầu hàng thứ hai, các bạn lên cho mình 2 mũi bính nha. Quay đầu sản phẩm lại. Rồi các bạn lấy len, các bạn sẽ móc giảm mũi 3 mũi kép đơn chụm đầu. Và tiếp tục các bạn lên cho mình 3 bính. Và các bạn sẽ móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Tiếp tục các bạn lấy len. Chúng ta sẽ giảm ở đây 5 mũi kép đơn chụm đầu. Rồi các bạn lên cho mình 3 bính. Móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ lặp lại cụm vừa rồi, giảm 5 mũi kép đơn chụm đầu, sau đó lên 3 bính và móc một mũi đơn.
Các bạn sẽ lặp lại cụm như vậy cho đến 3 chân cuối cùng. Và đây là ba chân cuối cùng của hàng thứ hai. Các bạn sẽ giảm 3 mũi kép đơn chụm đầu. Giờ chúng ta sẽ lên hàng 3, các bạn lên một bính quay đầu sản phẩm lại. Các bạn sẽ móc vào chân đầu tiên một mũi đơn. Giờ các bạn sẽ móc vào chân tiếp theo 5 mũi kép đơn chung chân. Rồi các bạn sẽ bỏ qua cái vòng dây bính, móc vào chân kế tiếp này một mũi đơn. Tiếp tục lấy len, móc vào chân kế tiếp, cái chỗ chúng ta lên mũi đơn đó, đây nha. Móc vào đây cho mình 5 mũi kép đơn chung chân. Tục các bạn sẽ bỏ qua dãy bính, chúng ta móc vào chân kế tiếp một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc lại cụm 5 mũi kép đơn chung chân, bỏ qua dây bính và móc một mũi đơn. Cứ như vậy cho đến hết hàng. Đến cuối hàng thì chúng ta sẽ đổi qua màu len đen lại nha mọi người. Giờ chúng ta sẽ lên hàng 4, các bạn sẽ lên cho mình 2 bính, sau đó quay đầu sản phẩm lại. Hàng thứ tư này các bạn sẽ lặp lại móc giống như hàng thứ hai nha mọi người. Thank you.
kết thúc hàng 4, các bạn sẽ lên hàng 5. Và ở hàng 5 này các bạn sẽ móc giống như các bạn móc hàng 3 nha. Và tiếp tục ở hàng thứ 6 này, các bạn sẽ móc y như lại hàng thứ 2. Các bạn sẽ móc xen kẽ các hàng như vậy cho đến hàng thứ 20 nha. Đây là sau khi mình móc xong hàng thứ 20. Bắt đầu hàng thứ 21, các bạn lên cho mình hai bính quay đầu. Và ở chân đầu tiên này, bình thường chúng ta sẽ móc là 5 mũi kép đơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ giảm mũi, chúng ta sẽ móc ở đây chỉ còn lại là 3 mũi kép đơn chung chân. Rồi các bạn sẽ bỏ qua cái dây bính, chúng ta móc vào chân kế tiếp. Ở đây một mũi đơn, các bạn chỉ giảm ở đầu hàng và cuối hàng thôi. Còn ở giữa thì chúng ta vẫn sẽ móc như bình thường. Ở đây chúng ta vẫn móc là 5 mũi kép đơn chung chân. Rồi các bạn bỏ qua dây bính, chúng ta móc một mũi đơn.
và các bạn sẽ lặp lại cụm bình thường này cho đến cái chân cuối cùng của hàng nha. Rồi chúng ta đến cái chân cuối cùng của hàng này thì ở đầu hàng giảm còn 3 mũi kép đơn chung chân, thì bây giờ ở cuối chân này các bạn cũng chỉ móc có 3 mũi kép đơn chung chân vào đây thôi nha. Và giờ các bạn sẽ đổi qua len màu trắng lại. Rồi kết hàng thứ 21 các bạn quay đầu lại. Rồi các bạn sẽ móc vào chân thứ 2 nha mọi người. Đây chân thứ 2. Các bạn sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Rồi các bạn lấy len, các bạn sẽ móc như bình thường, các bạn sẽ móc giảm 5 mũi kép đơn chụm đầu. Các bạn lên 3 bính, sau đó móc 1 mũi đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cụm như vậy cho đến hết hàng. Xong hàng thứ 22, giờ chúng ta sẽ lên hàng thứ 23. Các bạn lên cho mình một bính, móc vào chân đầu tiên một mũi đơn. Tiếp tục lấy len, móc vào chân kế tiếp 5 mũi kép đơn chung chân. Rồi các bạn bỏ qua dây bính, chúng ta móc vào chân kế tiếp một mũi đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cụm này cho đến hết hàng nha. Cuối hàng thì các bạn sẽ đổi qua màu len đen. Bắt đầu hàng 24, các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính. Và các bạn sẽ móc giảm 3 mũi kép đơn chụm đầu.
tiếp tục lên cho mình 3 bính. Sau đó móc vào chân kế tiếp một mũi đơn. Tiếp tục, các bạn móc giảm 5 mũi kép đơn chậm đầu. Các bạn lên cho mình 3 bính, sau đó móc vào chân kế tiếp một mũi đơn. Các bạn sẽ lặp lại cụm này cho đến 3 mũi chân cuối cùng của hàng. Và đây là cuối hàng, các bạn sẽ móc giảm 3 mũi chân chậm đầu. Và các bạn sẽ tiếp tục lên hàng thứ 25. Hàng thứ 25 này chúng ta sẽ móc như hàng thứ 21. Tức là ở hàng thứ 25 này, chân đầu và chân cuối, các bạn chỉ móc tăng 3 mũi kép đơn chung chân. Còn ở giữa hàng thì các bạn vẫn móc như bình thường, là chúng ta tăng 5 mũi kép đơn chung chân. Cái này mình quên quay cái hàng thứ 26. Đây là hàng 26, giờ mình lên hàng 27. Thì hàng 26 với hàng 27 màu trắng này các bạn sẽ móc lại như hàng 22 với lại 23 thôi. Và các bạn sẽ móc xen kẽ các hàng như vậy cho đến hàng thứ 36. Và đây là sau khi mình móc đến hàng thứ 36. Và bắt đầu hàng cuối cùng mình sẽ móc lên 2 mũi bính, quay đầu sản phẩm lại. Và các bạn sẽ móc vào mỗi chân là một mũi kép đơn. Còn cái vòng bính này các bạn sẽ móc vào đây là 3 mũi kép đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng nha. Đến cuối hàng thứ 37, các bạn sẽ lên luôn cho mình là một chuỗi mũi bính với số bính là 80 mũi bính. Giờ các bạn sẽ bỏ qua 2 mũi bính, các bạn móc vào chân bính thứ 3 một mũi trượt, rồi tiếp tục các bạn lên luôn cho mình 2 bính, quay đầu sản phẩm lại. Tiếp tục các bạn móc vào vòng tròn này 2 mũi kép đơn. Tiếp tục các bạn lên 2 bính,
móc vào trong vòng tròn một mũi chuột. Tiếp tục móc vào chân tiếp theo một mũi chuột. Sau đó chúng ta cắt len. Và làm tương tự với bên còn lại. Sau khi móc xong hai phần dây áo yếm, các bạn sẽ móc phần viền áo. Chúng ta sẽ sử dụng len trắng để móc viền áo và phía sau lưng áo. Các bạn sẽ móc vào mỗi lỗ là một mũi đơn. Bạn sẽ viền cho đến cuối cái chân áo như vậy nha. Tiếp tục chúng ta sẽ lên hàng mới. Các bạn lên cho mình hai bính. Quay đầu sản phẩm lại. Các bạn lấy len móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn. Tiếp tục móc cho mình hai bính. Móc vào chân kế tiếp một mũi đơn. Lấy len bỏ một chân, móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Tiếp tục lên cho mình hai bính. Móc vào chân kế tiếp một mũi đơn. Tiếp tục bỏ một chân, móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cụm này cho đến hàng thứ 20, cái hàng chúng ta bắt đầu giảm mũi. Xong hàng đầu tiên, bây giờ chúng ta sẽ đến hàng tiếp theo. Các bạn lên cho mình hai bính, sau đó quay đầu sản phẩm lại. Các bạn sẽ móc vào cái vòng dây bính. Ở đây chúng ta sẽ móc 3 mũi kép đơn. Tiếp tục các bạn cũng móc vào cái dây bính 3 mũi kép đơn và lặp lại như vậy cho đến hết hàng.
Cái hàng kế tiếp các bạn sẽ móc lặp đi lặp lại như hàng 1, hàng 2 vừa rồi nha, cho đến hàng thứ 14. Hay là sau khi mình móc xong hàng thứ 14, bắt đầu hàng thứ 15, các bạn sẽ lên cho mình một bính quay đầu sản phẩm lại. Bắt đầu các bạn sẽ móc vào mũi chân là một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc vòng thẳng lên lại cái phần yếm luôn, phần yếm trên áo luôn nha. Đây nha mọi người, mình sẽ móc thẳng cái phần viền nó lên lại phần cổ áo luôn. Bây giờ mình sẽ móc tạo họa tiết. Chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi đơn. Đáy len mình sẽ đếm 1 2 3 4 5, móc vào chân thứ 5 này một mũi kép đơn lên hai bính, tiếp tục một mũi kép đơn vào chung chân đó luôn lên hai bính. Các bạn sẽ móc cái cụm này, tổng cộng trong đây có 5 mũi kép đơn nha. Các bạn đếm đủ có 5 mũi kép đơn thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua 1 2 3 4, móc vào chân thứ 5 một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ lặp lại cụm như vậy cho đến hàng thứ 20. Mình sẽ móc đến điểm này nha mọi người. Các bạn lên cho mình một bính, chúng ta quay đầu sản phẩm lại ha. Chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Lấy len các bạn sẽ móc vào vòng bính hai mũi đơn chung vào chân này. Tiếp tục các bạn sẽ móc vào phần chân này một mũi đơn. Tiếp tục tới phần dây bính các bạn lại móc vào đây hai mũi kép đơn
phần chân kế tiếp chúng ta móc một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ lặp lại như vậy nha. Các bạn sẽ móc đến cái dây bính cuối cùng này thì chúng ta sẽ kết vào cái điểm đây, kết vào cái điểm mà mũi đơn mới nãy chúng ta lên á. Các bạn sẽ móc vào đây tiếp tục một mũi đơn. Tiếp tục chúng ta sẽ móc họ tiếp theo cũng giống như vậy nha mọi người. Và các bạn sẽ móc lặp lại cho bên còn lại nha. Đây là sau khi mình đã móc xong cái phần áo, hai bên áo rồi nè. Giờ chúng ta sẽ móc phần viền áo phía dưới nữa. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình mỗi lỗ là một mũi đơn cho đến cái phần len đen nha. Đến phần len đen, các bạn sẽ móc vào cái phần dây bính 3 mũi đơn chung chân. Rồi tiếp tục các bạn bỏ qua một mũi chân ha, các bạn móc vào cái dây bính luôn 3 mũi đơn chung chân. Và các bạn sẽ lặp lại như vậy ha. Và các bạn sẽ móc như vậy cho đến hết hàng nha. Đây là mình đã móc xong hàng đầu tiên. Giờ mình sẽ móc tạo họa tiết hoa văn giống như vậy cho phần lai áo nữa là xong. Và đây là mình đã móc xong phần áo ha.
Và giờ cuối cùng là mình sẽ móc phần dây đỡ cột áo phía sau lưng. Bạn sẽ móc cho mình một dây bính với số bính là 250 hoặc là 300 mũi bính nha. Tiếp tục các bạn sẽ móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn cho đến hết cái dây bính này. Vậy là mình đã hoàn thành phần hướng dẫn móc áo yếm sóng nước hôm nay cho mọi người nha. Mọi người nhớ đăng hình ảnh hoàn thành của mình vào group cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.